Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Yaris ạ. Chiếc xe Toyota Yaris giữa tháng 3 này đã có sự thay đổi về giá xe anh em nhá. Giảm xe sâu hơn so với cả đầu tháng đấy ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Toyota Yaris này đang có những gì. Thì em phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em sẽ đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 668 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại giữa tháng 3 này thì năm ấy nội đang là 735 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 238 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 703 triệu. Trả góp thì đang là 207 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 721 triệu. Trả góp thì đang là 225 triệu em nhá. Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhỉ ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Toyota Yaris ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể này. Kích thước tổng thể của chiếc xe Yaris này thì dài đang là 4m140 này, rộng là 1m730, còn cao là 1m50 nhá. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài là 2m550 đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe của nó thì đang là 13,5cm. Đó. Tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Yaris này thì nó rất khá là giống so với các chiếc xe Vios. Nó được thiết kế nhìn trông nó rất là lịch lãm và sang trọng và cũng rất là trẻ trung so với cả phiên bản trước rất là nhiều rồi đấy ạ. Còn giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là phần cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của nó sẽ là đèn full LED nhé. Sử dụng đèn full LED luôn đấy ạ. Và đây là giải đèn LED ban ngày này. Rất là dài ạ. Còn giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của chiếc xe này cũng là đèn LED nhé. Đèn gầm nó đèn LED đấy ạ. Và thiết kế nó kiểu cách nó đã thay đổi hơn rất là nhiều. Nhìn trông nó rất là sang trọng và nhìn giống là góc cạnh. Nhìn rất là thể thao đấy ạ. Và tính năng an toàn về trước này sẽ có thêm là đó chính là có cảm biến góc trước nhé. Cảm biến góc trước này. Một mắt và có hai mắt rồi ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Sườn xe của chiếc xe Yaris này thì nó khá là giống so với phiên bản trước và cũng khá là giống so với chiếc xe Toyota Ringer. Nó trước là phần sườn xe được dập lỗ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Ok, tiếp theo đây chính là phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhé. Vành sẽ là màu đen và màu bạc xám, màu bạc trắng nhé. Phanh đĩa cho cả 4 bánh ạ. Vành của nó sẽ là vành 16 inch ạ. 16 inch nhé, to hơn so với cả chiếc xe Toyota Vios 1 inch. Vios thì nó chỉ là 15 inch thôi ạ. Đó, các tính năng an toàn đi theo gồm có phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính năng an toàn thì em xin phép xem là cuối video để giới thiệu cho anh em ạ. Còn đây đó chính là phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của chiếc xe Yaris này thì là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương và sẽ là có chỉnh điện và gạt điện ạ. Còn tay nắm cửa của chiếc xe Yaris này thì tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Mạ chrome cho 4 cánh cửa nhé. Và chân kính bản này thì cũng là chân kính dạng nhựa thôi ạ, không phải không có mạ chrome ạ. Đây. Còn tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng, không có cửa sổ trời ạ. Anten của nó sẽ là anten vây cá, thiết kế sẽ thể thao hơn. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của bản này chính là đuôi của chiếc Yaris này thì nhìn trông nó rất là mượt mà và rất là nhẹ nhàng nhé. Đó. Có các tính năng an toàn sau phần đuôi xe có như sau, đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này, 1 mắt, 2 mắt, 3 và 4 ạ. Và sẽ có đó chính là camera lùi nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về cụm đèn này. Cụm đèn phía sau của chiếc Yaris này chính là đèn halogen. Đèn halogen thế ạ. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, nhìn chưa tổng quan phần cụm đèn phía sau của chiếc xe Yaris này rất là hài hòa ạ. Đây giờ em sẽ mở cốp cho anh em xem xe cốp của chiếc Yaris này xem nó có rộng không ạ. Đây. Chiếc xe này Yaris này thì em đánh giá cái cốp của chiếc xe này cũng khá là rộng ạ. Mình để hàng ghế thứ hai thì có thể gặp được 60 40 nhá. Thì mình sẽ để được đồ to, đồ dài và đồ rộng hơn.
để đồ rất là thoải mái ạ. Rồi sẽ mở cho anh em phần lốp sơ cua ra xem là chiếc xe lốp sơ cua nó có giống như bốn lốp chính không nhé. Đây, đây lốp sơ cua của nó sẽ giống như bốn lốp chính nhé, cũng là vành đúc hợp kim nhôm màu đen và màu bạc trắng á. Của nó sẽ là vành 16 inch nhé. Còn đây chắc là bộ đồ tháo lốp này. Còn kích lốp thì để ở dưới phần chân của ghế lái đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Yaris này bản này thì ở trong đô thị thì đang là 8 lít 23, ngoài đô thị thì đang là 5 lít 32 và kết hợp trung bình đang là 6 lít 38 nhé. 6 lít 38 đấy ạ. Đó. Ok, giờ bên trong nội thất để em giới thiệu cho anh em ạ. Giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Yaris thì nội thất của nó sẽ là nội thất màu vàng và kết hợp với cặp mặt đằng trước đó chính là màu đen ạ, tạo ra không gian nhìn rất là rộng rãi, sang trọng và nhìn rất là hiện đại ạ. Còn đây là phần ghế của nó này, sẽ là ghế của nó sẽ là ghế da nhá, sờ rất là mềm mại và ngồi sẽ rất là ôm ghế đấy ạ. Ghế sẽ được chỉnh cơ 6 hướng ạ, nó không phải là ghế điện ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu được bọc da, sờ khá là mềm mại và tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Đó. Nó sẽ có cả cruise control để đây nhá. Cruise control này. Đó. Về túi khí bàn này sẽ là có 7 túi khí nhá. 7 túi khí đấy ạ. Còn đây, xin giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa bàn này sẽ là nó tổng quan đó chính là cũng là màu vàng nhá. Và có các nút bấm tích hợp trên đây có như sau. Có đây sẽ là có cục gương này, điều chỉnh 4 mặt gương này, khóa kính này, chốt cửa này và điều chỉnh lên xuống cho cả 4 cánh cửa nhá. Và cái này sẽ là có riêng ghế lái sẽ là lên xuống kính một chạm đấy ạ. Và có cả chống kẹt cho anh em đấy ạ. Ok, giờ em đi sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về bên trong nhá. Đó thì nó sẽ có chìa khóa của nó này. Khá cơ bản thôi, em thấy nó cũng này cũng không được quá đẹp đâu ạ. Chìa khóa của nó sẽ là chìa khóa thông minh một chạm nhá, smart key nhá. Rồi, giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô này. Bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Yaris này thì nó sẽ giống như con Vios đấy ạ. Nó là bảng hồ táp lô nhìn rất là hiện đại. Đây chính là vòng tua động cơ này, công tơ mét này. Còn đây sẽ là cài đặt cho anh em hình ảnh, âm thanh và rất nhiều cài đặt khác nhau. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa nhé. À, cần điều chỉnh ánh sáng ạ. Cần điều chỉnh ánh sáng nó sẽ có thêm được cái chế độ auto này. Auto đấy ạ. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà trời tối, hầm tối nhé. Còn cần gạt mưa của nó thì sẽ không có chế độ auto, nó các chế độ bình thường thôi ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí của chiếc xe Yaris. Thì màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả xin lỗi, nó sẽ không có định vị nhá. Nó không có định vị, nó có kết nối Apple CarPlay và Auto Android ạ. Đó. Còn đây là hệ thống điều hòa của nó sẽ là điều hòa tự động nhé. Chỉ cần bấm chữ auto này, tự động nó sẽ điều chỉnh tốc độ gió và hướng gió theo một nhiệt độ mình đã đặt sẵn ạ. Còn giới thiệu cho anh em phần phía dưới này nữa, đó chính là phần này chúng sẽ là để đồ này. Cái này nó sẽ là cần số của nó, sẽ là nó Yaris thì nó sử dụng hộp số là hộp số tự động vô cấp nhé. Cần số là cần số zig zag. Cần số zig zag nó không phải cần số thẳng ạ. Còn đây, phía dưới này nữa thì sẽ là có phanh của nó sẽ là phanh cơ nhé. Phanh tay nó phanh cơ đấy ạ. Đằng này sẽ là hộp cái này là cái cổng điện 12V ạ. Còn đây hộp tựa tay trung tâm của nó thì được bọc da sờ rất mềm mại ạ, bọc da màu vàng nhá. Và khá là nhỏ thôi, nó không phải quá to đâu ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu bên trong xe của nó thì nó là gương chiếu hậu cơ bản thôi, nó không có chế độ như là chế độ chống chói tự động hoặc là có la bàn thì sẽ không thích hợp cái đấy ạ. Còn giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó cũng khá cơ bản, nó sẽ có 3 chế độ này, luôn luôn thì đóng này, mở cửa thì sáng hoặc là luôn luôn sáng như này. Đó. Và cái này sẽ là hoặc mình phải bấm cơ lên trực tiếp này, bấm cơ lên trực tiếp đấy ạ. Đó. Còn phần trần xe của nó sẽ là trần màu ghi đen nhé, màu đen đấy, nó là màu đen luôn chứ không phải màu ghi đen ạ. Đó. Đấy. Trần sẽ trần phẳng luôn nhá. Ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai ạ. Giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai của chiếc Yaris thì sẽ giống như hàng ghế đầu tiên, ghế sẽ là ghế da màu sẽ là màu vàng. Hàng ghế thứ hai thì sẽ là gặp được 60-40 ạ. Và bàn này thì nó sẽ không có tựa tay trung tâm đâu nhé, nó sẽ không có tựa tay trung tâm ạ. Giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây, đầu tiên sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi này. Chiếc Yaris này thì để chân để em cao 1m80 nhé, mà để chân vẫn còn rất là thừa, thoải mái luôn, rộng này, thừa gần một găng tay luôn ạ. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ không có cửa gió hàng ghế thứ hai để đây. Thì đây cũng là một điểm trừ này.
Rồi em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên nhé. Đây. Đây. Đấy ạ. Anh em thấy thế nào? Tổng quan hàng ghế đầu tiên nó khá giống so với cả chiếc xe Toyota Vios ạ. Đó. Anh em thấy nào? Ok, giờ em sẽ sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Giới thiệu cho anh em về động cơ nhé. Động cơ của chiếc xe Yaris này nó sử dụng động cơ 1.5, có hệ thống đó là hệ thống đua VVT-i, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép, giúp cho hiệu quả của công việc đó chính là cháy lổ xả nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, giúp cho chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều anh em nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về bên trong, chi tiết bên trong này, đó chính là có đây cho anh em nước rửa kính này, động cơ đua VVT-i 4 xi lanh thẳng hàng nhé, còn cầu hút được để lên rất là cao rồi, ắc quy của nó vẫn là sử dụng ắc quy ướt này, đây là cầu chì, còn cái đăng này đó chính là dầu phanh ạ. Đó. Về công suất cực đại của chiếc xe này thì nó đang là công suất của nó đang là 107 mã lực nhá, trên cho 6.000 vòng trên phút đấy ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 140 Nm trên cho 4.200 vòng trên phút nhé. Đó. Ok, giờ em sang bên tổng thể để giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Yaris bản G, xin lỗi Yaris có một bản duy nhất thôi nhé, thì em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về tổng thể này. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Yaris này thì có những tính năng an toàn như sau, gồm có phanh ABS này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bố được phanh điện tử ABD, cân bằng điện tử xe VSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi, túi khí sẽ là có 7 túi khí cho anh em. Về màu sắc thì chiếc xe này sẽ có rất nhiều màu sắc để cho anh em lựa chọn nhé. Gồm có màu trắng như mình đang xem đấy ạ, màu xanh, màu bạc, màu cam, màu đen, màu xám, màu vàng và màu đỏ. Tổng sẽ có rất nhiều màu cho anh em lựa chọn nhé, để cho anh em lựa chọn về cái tuổi của mình hợp tuổi mình nhất và sở thích của mình nhất. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, cũng như là tính năng option của chiếc xe Yaris rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho em toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các hãng xe khác nhau như là Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà anh em nào mà muốn được lên về giá xe này, tổng lăn bánh hay là review xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Ok, vậy em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.